Rồi chào bạn, ngày hôm nay mình sẽ tiến hành trên tay trên mông cho bạn xem nhanh chiếc Yamaha R6 mượn, xem coi là nó sẽ như thế nào ha. Thì đây là chiếc R6 mượn 600 khối phiên bản màu đen nhám. Nhận thấy là nó rất là hợp với phong cách của mình, đó là mình ốm đi chiếc xe rất là to, rất là hợp. Kiếm ra là mình thấy là cái chiều cao kia của chiếc xe này đó, nó không có cao lắm, thứ hai nhưng mà dưới 1m75 thì còn thoải mái. Thì bây giờ mình đang kiếm cái ổ cắm chìa khóa nằm đây. Mình bạn có thể đi ra đây quay cho mình xem cho biết ha. Đây là cái ổ cắm. Đây thì mình cắm vào, mình nhận lên nó như thế này. Dạ không được. Dạ không được. Tại vì tại vì không phải chủ xe. Bây giờ không chủ xe. Đó, nhận lên thì thấy là đồng hồ nó sẽ quay như thế này. Thì bạn thấy là cái chiếc R6 này, bạn thấy là cái bình xăng của nó rất là to. Không biết đây là mình bao nhiêu lít ta? 17 lít. 17 lít. Ok, 17 lít. Thì bạn thấy là cái dàn áo của nó nhìn nó thành phố ha. Rồi bây giờ mình sẽ thử đề cho mình nghe thử rồi như thế nào. Đang có số đó, đang có số đó. Rồi, đề ha. Thì đây là cái tiếng mô chiếc R6. Cái mô này là mô độ rồi. Đây là mô độ đó ha. Thử cho mình xem. Đây mô độ rồi nè. Rồi thì giờ mình sẽ thử chậu chậu cho mình xem thử coi là nó như thế nào. Ok. Kết thúc video tại đây. Ủa má nó kêu dạng vòng.